I was hoping for like a marble day. What are you guys able to do normally do? Marble? Or do I get the? Phải tập chưa? Làm tay này nha. Phải làm đâu ạ. Khuê ơi, xong rồi Khuê lên sân rồi Khuê. Trời ơi, Khuê cổ bồ kìa, tìm mấy cái đông ngạc kìa Khuê. Còn nghiệp nữa. Trời ơi. Nãy giờ nói cái nửa tiếng hồi. Nó tự nhiên như thế. Nên nhớ chứ, mình nhớ như sao. Sao người khó khăn quá, nhường cũng phải nhường như thế này như kia nè. Nó nói cái nửa tiếng làm Hello mọi người, hello chị Mai. Mình làm cái móng vuông tiếp nha, móng vuông full set. Bye, Debbie. What? See you next week. Hello, anh Tam. Tam Thằng. Phải anh Tam Thằng. Bây giờ đâu tới 10.000 á? She will take care of you, okay? Okay, I'll go, we'll go take care of my wife. Xe em chút cháo coi. Xe đi rồi em cho. Em mua cho tụi cháu ăn. Xe đi. Chị nói đúng không? Trời ơi. Hãy cái gì rút rút, không biết rút cái gì nữa. Hello chị. Hello chị Trang. Không phải, bây giờ ví dụ bên đấy mình một cái chi mà. Bữa em mình con mà. Còn cái gì đâu, mấy mốt mấy chế đây kêu làm lại nhà nhiều khi bị chết. Một ngày người khác nó làm ấy rồi mình đi chạy chuyện. Mình có nhiều cái chuyện làm. Xe đi rồi em cho ăn cháo gì ta. Đó, anh chạy, em chạy rồi có lại. Con người mà, Tú làm á. Chạy qua kia phụ cha không có hộp. Nó là hộp hết hoài. Có 40 hả? Em ơi, 200 đô với con thế này. How long? How long? Không đã. Không có học mà đâu. Có học mà đâu.
Wow, that's a nice color. Holiday? Rồi, thấy con áo vàng này ghê quá. Nâu, nâu với con luôn. Mà tiếng chậm đấy rồi mà con. Điểm trước là sao? Con nói hoài không nghe. Lô Mai. Hẹn hả? Con hẹn hả? Là bà bụng 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 hẹn như thế hả? Mà nó mày ăn cái bụng hẹn nữa hả? Ăn không không? Mày nấu đi. Làm chưa ăn cái thằng cái đó, tại mình sợ. Sợ cái chi? Sợ không quen á. Cho cháu nó ngoài cho cháu cái con cua cho cháu nó là trăm bốn trăm cháu đây không? Ok, gì đâu coi có cái tiếng mà vẽ tiếng vẽ không nào? Tiếng vẽ là cái gì? Tiếng vẽ đúng tiếng đậm hả? Coi trên kia kìa. Đâu? Nói nè. Đâu? Không có xác của chị mà làm sao lấy xong bỏ lại chị đàng hoàng. Cái gì tới đàn tú? Cái gì? Cái gì? Tối ngày cắt xúc thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đó chị, xong chưa? Sửa không? Đi ra không lẽ rồi? Hãy chứ lo lên cho người ta lên đỉnh không kia, không? Hai lần phạm. Trả lại nha. Chị lên mày. Nói lại cho chị. Một buổi bao nhiêu? 130. Tụ. Số kia 120, 100 này 130. Giá 130 mà. Nợ cũ chưa trả không đâu, mua mới à. Trả nợ cũ xong mua nợ mới chứ.
ấy tính gì nữa từ từ mỹ nợ năn cho chồng chắc chị chứ cho em thế nãy bữa em tới đó mới làm gì bị dẫn mấy thằng tới đầu tư ghi bả sao đen nữa thế thiếu đi Em làm tới đâu rồi Vũ? Hả? Em làm tới đâu rồi? Nhanh dữ vậy? Chị đâu biết nó đâu. Hả? Chị làm đi em về. Làm đi, làm đi. Trời đất cứ làm đi chứ. Bác gì làm đi. Làm về dính lại cái trẻ. Để đỡ, đỡ, vào, người ta bắt chúng vào được bắt đi. Tôi nói mình quên điểm đi đó ta. Mình đi đâu nhà vậy kia. Mình nó gửi cho nghỉ mãi. Ok, chó mọi bạn. Rồi mới mất gì luôn nhà cái nó làm liền. Vậy cha. Bất cứ là dùng à. Okay.
Bên cái món này không biết nữa. Chút nữa là quên mất rồi luôn. Chút nữa là cứng lắm không vậy. Hôm qua em nghỉ phải không? Có nghỉ. Phải không? Chị canh Thank you.
trễ chị. Để ra em hết khách rồi. Không biết sao lấy nó bắt cho em nữa. Lấy gì kêu em xích quá. Đúng rồi. Em bệnh hả Quyền? Còn nào? Mà sao? Núi mà đi nguy hiểm. Bên đường đó là cả bên đi có hai len à. Một len là mình đi bên đối diện là phải đường một chiều ấy. Còn bên kia mình đi rất là nguy. Bên kia là một thẳng á. Và đi mà kiểu như là đường nhìn đằng trước đó, là không thấy đường luôn đó. Đi mình thấy nguy hiểm. Vậy hả? Thôi, ở nhà chống chắc. Giờ mẹ mới mà bén quá chứ chắc cái tội người nữa. Cái đội nó đang live stream hả? Hai em mì. Em mì. Giờ ta thêm mì. 7:40 rồi thôi nè. Bây giờ 40 rồi. Đâu có đâu. Thì về 7:30. Nhưng mà bữa nay khách nó vô trễ. Sau này nó vô. Chẳng lẽ mình hết khách rồi. 7:00 là hết rồi. Xong cái khách cuối cùng là 7:00 rồi. Mà không biết sao có ai bắt thêm người nữa. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì em mình thấy cái chắc bữa giờ lễ đó. Chắc có lẽ nó tới chậm một chút. Thấy cái địa chỉ có đúng không vậy em mình?
điều trị giỏi đó. Thấy đúng không vậy? Đáng lẽ là phải tới rồi chứ. Thôi chậm như vậy chứ. Tới gọi rồi mà không có giao. Chắc để coi thử cái một hai bữa nữa nó giao thôi à. Nào vậy em không biết hả? Ừ,
cái cầu dừa. Sushi hả? Sướng như ta? Ăn sushi luôn hả? Anh vô xì bông bí luôn hả? Sướng quá. Đàn ông mà sao có râu? Đó, đàn bà sao có râu? Để cho nó mọc râu nữa hả? Che hết lại mà. Mới tập mấy tên còn mỗi mắt đâu. Không. Khoan chưa lớp nhau, chưa quét nhà, quét một. Yeah.
Lúc trước mới qua Mỹ bắt đầu rồi đi học rồi đi học trên lớp đi 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 bơi rồi lớp lớp mình ngồi bơi nó cười mấy em Mỹ chó rồi má rồi mình đứng nằm dưới mấy em đủ rồi khổ giống như là nó có một khối bực hàng nó dài hết mà cái này nhìn xuống bơi mà dưới đó rồi nước rồi ấy
Okay. Two fingers. Let me see. Okay, you know some. Two fingers. Ơi, mới định học xong nè. Học xong mà lúc trước qua hai school nhà trẻ nhã nhã là thông khoái lắm, đi học vui lắm. Ai vậy? Chú cha mà ơi. Có anh nhân không? Có chứ. Không có cơ. Hấp nhau này nọ đi chứ. Hấp thì nhìn hấp. Ngày mai có gì? Chào lòng. Cái gì? Hết một cái chào lòng. Không học bao nhiêu tiền, có học 150 thôi. Đâu à, mỗi ngày đâu cho lòng thôi nha. Hộp này bự mà có 150 thôi nha. Làm chắc mưng thở chưa hết luôn á. Không, mà pin dễ thương lắm. May cho lòng hả? Lượng ngày em nghĩ là ăn hả? Cá hầm gì à? Ngọc Phi. Chị nào mà cần mua cái đây mình màu pink màu hồng nè, nhắn tin cho em, đang giảm giá còn 150 thôi. 150 thôi nha mấy chị. Màu hồng dễ thương lắm. Mình có màu gì, cái cách nó đưa hình màu gì, nó muốn màu gì cái mình có màu đó cũng tiện lắm. Ok, đi đâu mà xin. Ba nha. Có gì đâu chị? Hả? Mắc gì mắc công tới chị? Em gắn hột sồn hồi nãy là hột nhỏ em gắn bằng cái bi của chi sồ, nhưng mà nhiều lúc hột lớn á, hồi nãy em lười biếng lấy cái thường em sẽ xài cái chip giống như vậy nè, em xài cái chip này để em gắn đá, gắn hột lớn hột nhỏ gì cũng gắn cái đó.
mấy hộp nhỏ nhỏ xíu xíu này thì hồi nãy em dùng cái bay thôi, cái bay của chi sù thôi, nó cũng bám lắm. Còn hộp lớn á, mấy hộp to á, thì em hay dùng, em hay dùng cái tại vì á, à, tại vì là cái hộp lớn mình dùng cái bi thì nó sợ nó không có độ, nó chảy á, nó chảy nó lỏng á, thì nó chảy qua chảy lại mới cong á, nó cong nó bị méo của mình. Rồi em lấy cái keo đặc để em làm, em lấy cái keo đặc để em làm cho nó không có, nó không có xiên qua xẹo lại á. Cái vậy thôi. Bây giờ mấy cái hàng thuốc bây giờ nó mềm lắm. Dạ, dạo này nó êm lắm, mềm đàng hoàng. 3 tháng sau nó mềm tự nhiên luôn. Bây giờ đậu phộng thâm thâm trời sẽ đỏ là luôn cháu. Nó để vô là chói luôn. Em nhìn nước miếng nó chảy ra nào không? Nhỏ nó tiêm lại, bự nó tiêm lại nhỏ. Đủ thứ hết. Pin đó, pin đó em xài màu gì? Pin này á, pin 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 em quay pin váy hả? Em xài màu, em xài màu màu solid 71. Thank you mọi người. Cái con này nó muốn cái làm cái holiday. Nó muốn cái ngón ngón út nhỏ ngắn hơn làm nhìn mình thấy không con. Đẹp chứ lắm. Hôm nay cái bồ mình rất là phải nói là sức và chạy khách luôn á, để lo đi về. Ok, sạch sẽ rồi anh em. Ok, xong rồi nha mọi người. Good night cả nhà. À, we close at 7:30. Now about 8:30. Bye bye. Anh chị nào mà cứ có cần gì á thì nhắn tin cho Thanh Mì nha. À, mình già xài cái app đó là cái app B612. Ok, xong. Bye cả nhà. Good night. À, mình già xài cái app đó là cái app B612. Ok, xong. Bye cả nhà. Good night.